Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Hồi ký, tác giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải Yến, số 8. Thượng Đức. Quân đoàn thành lập mới hơn một tháng, bao nhiêu việc cần phải làm: ổn định tổ chức, ổn định địa điểm đóng quân, bổ sung các trang thiết bị và đặc biệt phải tập trung huấn luyện. Quân đoàn tuy bao gồm hầu hết các đơn vị cùng chiến đấu trên một chiến trường, nhưng mỗi đơn vị đều có truyền thống riêng, trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau, hoàn cảnh chiến đấu cũng khác nhau. Sức mạnh quân đoàn không phải chỉ ở sức mạnh của ba sư đoàn cộng lại, mà phải là sức mạnh của một tập thể lớn được rèn luyện thống nhất trên nhiều mặt từ trên xuống dưới. Muốn thực hiện được sự thống nhất đó thì vấn đề số một là phải huấn luyện toàn diện cả quân sự và chính trị. Đảng ủy quân đoàn, bộ tư lệnh quân đoàn đều thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là huấn luyện. Đồng chí tư lệnh quân đoàn xuất thân là cán bộ chính trị, đã từng là chính ủy trung đoàn, rồi chính ủy sư đoàn, đã xa chiến trường thời gian dài, nên ngoài kinh nghiệm về mặt tác chiến, chủ yếu là khâu chiến dịch. Về huấn luyện cụ thể cho bộ đội về chiến thuật các cấp, đồng chí có hạn chế nhất định. Vì vậy, riêng về huấn luyện quân sự, đồng chí tin tưởng và ủy thác cho tôi, một cán bộ đã chỉ huy chiến đấu từ cấp trung đội đến sư đoàn, đã được học tập cơ bản ở Học viện Quân sự tại Liên Xô, đã là giáo viên và sau đó là trưởng khoa chiến thuật ở Học viện Quân sự. Đang tập trung huấn luyện, quân đoàn nhận được lệnh phái sư đoàn 304 vào phối thuộc cho quân khu 5 trong chiến dịch hè thu ở Nông Sơn, Thượng Đức. Vừa huấn luyện, vừa chiến đấu là hoàn toàn rất bình thường trong quân đội ta. Nếu không muốn nói, đó là hoàn cảnh có lợi nhất để đơn vị trưởng thành nhanh. Lấy huấn luyện để nâng cao trình độ tác chiến và lấy kinh nghiệm tác chiến để nâng cao trình độ huấn luyện. Sư đoàn 304 trực tiếp phối thuộc cho quân khu 5. Mọi hoạt động tác chiến của sư đoàn đều do Bộ Tư lệnh quân khu 5 trực tiếp chỉ huy. Nhưng đây là trận đấu của một đơn vị trong quân đoàn từ khi quân đoàn thành lập. Để xây dựng quân đoàn, nhất thiết lần ra quân đầu, trận đầu phải thắng. Vì vậy, quân đoàn đặt vấn đề phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Một trong những việc thiết thực nhất là tăng cường chỉ huy cho sư đoàn. Sư đoàn 304 là đơn vị tôi ở đấy từ khi thành lập và là người chỉ huy sư đoàn trong 8 năm. Vì vậy, Bộ Tư lệnh quân đoàn bàn và quyết định cử tôi vào để tăng cường chỉ huy cho sư đoàn vào từng đợt theo nhu cầu công việc, không đi cùng sư đoàn suốt cả thời gian chiến dịch. Tôi vào sư đoàn 3 đợt, đợt tổ chức và chuẩn bị tác chiến, đợt đánh quận lỵ Thượng Đức lần thứ 2 và đợt đánh quân địch phản kích. Tất cả những hoạt động của sư đoàn 304 trong chiến dịch Nông Sơn - Thượng Đức, lịch sử sư đoàn 304 cũng như lịch sử quân đoàn 2 đã viết khá đầy đủ. Tôi đặc biệt đi sâu vào 3 đợt mà tôi có điều kiện tham gia. Vào Thượng Đức lần thứ nhất, tổ chức và chuẩn bị tác chiến. Nhiệm vụ của sư đoàn 304 lúc đầu có 2 trung đoàn là tiêu diệt quận lỵ và chi khu quân sự Thượng Đức đánh viện từ Đà Nẵng lên. Quận lỵ và chi khu quân sự bao gồm một đồn chính do tiểu đoàn biệt động quân đóng giữ. Bên cạnh có quận lỵ hành chính do 2 đại đội bảo an bảo vệ. Vòng ngoài có các đồn nhỏ hình thành một cụm cứ điểm được tổ chức khá chặt chẽ với công sự khá kiên cố. Tuy nhiên, sư đoàn 304 năm 1968 trong trận đầu đã diệt quận lỵ Hướng Hóa và năm 1972 trong một đợt tác chiến đã diệt 2 trung đoàn địch đóng trong công sự kiên cố, trung đoàn 56 sư đoàn 3 và lữ 147 sư đoàn lính thủy đánh bộ. Nên nhiệm vụ được giao là trong tầm tay của sư đoàn. Từ cán bộ sơ cấp đến chỉ huy sư đoàn đều tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức và chuẩn bị tác chiến là làm thế nào diệt địch được nhanh gọn và ít thương vong. Nói chung, người chỉ huy nào và trong bất kỳ giai đoạn chiến tranh thời kỳ sau Hiệp định Paris cũng có cảm giác đã đi gần hết đoạn đường tới thắng lợi hoàn toàn. Tự nhiên đến lúc này, chúng tôi nghĩ nhiều đến những người lính của đơn vị trải qua những giai đoạn ác liệt nhất và còn sống đến ngày hôm nay. Chúng tôi không muốn để hy sinh thêm một người nào nữa. Tất nhiên, đó chỉ là mơ ước, vì còn chiến tranh thì còn thương vong. Nhưng hơn thời kỳ nào hết, lúc này chúng tôi phải suy nghĩ thật kỹ để thương vong ít nhất. Sức mạnh trong phòng ngự của địch lệ thuộc vào sức sống của các hỏa điểm. Diệt được các hỏa điểm là có thể đánh chiếm được trận địa địch. Khả năng phản kích của địch khi ta đã đột nhập được vào trận địa rất hạn chế. Đánh trong trận địa, tức là đánh giáp lá cà. Lúc này ai tinh thần cao, người đó sẽ thắng. Tất nhiên, về mặt tinh thần chiến đấu thì lính địch không thể so sánh với bộ đội của ta. Vì vậy, trong kế hoạch tác chiến, vấn đề đặt ra để diệt địch nhanh gọn và ta ít thương vong là phải tiêu diệt được nhiều hỏa điểm của địch. Muốn diệt được nhiều hỏa điểm trước lúc mở cửa, trước lúc xung phong, thì vấn đề hàng đầu là đưa được nhiều pháo lớn vào bắn thẳng. Với pháo lớn đưa vào bắn thẳng, với một hai phát đạn là có thể diệt được một hỏa điểm. Như vậy, vấn đề nổi lên trong kế hoạch lần này là đưa pháo lớn vào bắn thẳng. Muốn vậy, vấn đề hàng đầu là làm đường để đưa pháo vào. Lúc đầu cũng có đồng chí có do dự. Thời gian có hạn mà phải làm mới gần 40 km đường thì không phải đơn giản. Công binh sư đoàn chỉ có một tiểu đoàn. Nếu lấy thêm hai đại đội công binh của trung đoàn thì cũng không được là bao. Theo ý kiến của đồng chí nuôi chủ nhiệm công binh sư đoàn, một cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có trình độ kỹ thuật. Đồng chí nuôi đã tốt nghiệp Đại học Giao thông khoa cầu đường, đã kinh qua 5 năm ở chiến trường. Thì muốn hoàn thành con đường trong 20 ngày phải được sự giúp đỡ của địa phương, huy động nhân dân lên mặt đường. Với lực lượng một tiểu đoàn công binh và hai tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn, sư đoàn đã hoàn thành con đường cho xe kéo pháo đúng thời gian. Xe kéo pháo chỉ đến bờ sông Gia Vu, từ đấy vào trận địa đưa pháo vào không khó lắm. Nhưng còn một vấn đề nữa là kéo pháo lên đồi cao để bắn được theo góc tà âm. Kéo pháo thì ở Điện Biên Phủ ta đã kéo mấy chục khẩu, nhưng lúc đó là kéo pháo vào trận địa bắn gián tiếp cách địch 4-5 km, có thể vừa hò vừa kéo và tập trung 40-50 người để kéo một khẩu. Ở đây trận địa pháo ngắm bắn trực tiếp chỉ để cách địch 800 m, tối đa không được quá 1000 m. Phải nghĩ ra cách dùng ít người mà nhẹ nhàng đưa các khẩu pháo từ dưới lòng sông lên đồi cao. Một sáng kiến được đề ra. Đến nay ai là tác giả sáng kiến đó tôi cũng không còn nhớ. Sau này đánh giá lại sáng kiến đó, chúng tôi cho là một sáng kiến có giá trị nghệ thuật lớn. Nhờ sáng kiến đó mà giai đoạn đánh địch phản kích, chúng tôi đã kéo pháo lên tận điểm cao 1062. Tiếp theo là đợt hoạt động Tây Nam Thừa Thiên mùa thu năm 1974. Tiếp nữa là mùa xuân năm 1975. Các sư đoàn đều theo sáng kiến đó mà kéo hàng chục khẩu pháo lên động chuồi, động kim sắc để bắn thẳng. Sáng kiến cũng đơn giản, tháo nòng pháo ra, kéo nòng riêng, kéo chân riêng. Chỉ cần lấy hai chiếc lốp ô tô bọc hai đầu nòng, sử dụng 12 người kéo nòng. Như vậy, không hò reo gì mà kéo đi nhẹ nhàng. Để kéo chân pháo, chỉ cần làm một con đường lượn theo sườn núi nhiều lần để độ dốc dưới 30 độ, rộng hơn khoảng cách hai bánh pháo một chút, khoảng 1m2, với 15 người có thể kéo đi dễ dàng. Sau khi đã thống nhất với sư đoàn, quyết tâm đưa pháo lớn vào bắn thẳng, chúng tôi nghĩ việc diệt chi khu Thượng Đức không còn có khó khăn gì lớn. Tôi tin tưởng hai đồng chí sư trưởng và sư phó có thể giải quyết được mọi vấn đề. Đồng chí Lê Công Phê, sư trưởng,
là một cán bộ kỳ cựu của sư đoàn. Đồng chí từ người chiến sĩ của sư đoàn lên đến sư đoàn trưởng. Trước khi thành lập sư đoàn, đồng chí là chiến sĩ, rồi tiểu đội trưởng, trung đội trưởng ở trung đoàn 57. Sau khi trung đoàn 57 được điều động về để thành lập sư đoàn 304, tôi được điều từ chị Thiên ra làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 418 trung đoàn 57. Tôi gặp đồng chí Phê làm trung đội trưởng ở tiểu đoàn này. Từ đó chúng tôi cùng chiến đấu cạnh nhau cho đến hết thời kỳ chống Pháp. Trong hòa bình, cùng nhau sang học ở Học viện Quân sự Liên Xô, cùng về làm giáo viên chiến thuật ở Học viện Quân sự của ta. Cuối cùng lại cùng nhau về sư đoàn 304B để chiến đấu cho đến ngày nay. Những gì tôi biết về tác chiến cấp tiểu đoàn, trung đoàn thì đồng chí Phê cũng đều biết. Đồng chí còn là một cán bộ gan dạ, cán bộ mà tôi liệt vào loại chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, còn cá nhân mình sống chết đã có trời lo. Tôi hay nói đùa anh em, chết có số. Nếu số anh chết thì có chui xuống đất sâu, bom đạn nó cũng xuống theo. Đồng chí Nguyễn Ân, sư đoàn phó, cũng là một cán bộ trưởng thành từ dưới lên, kinh qua tất cả các cấp, chiến đấu qua các loại hình, cũng được học cơ bản ở Học viện Quân sự Trung Quốc, về làm giáo viên ở Học viện Quân sự Việt Nam với tôi và cùng ra sư đoàn 304B từ ngày bắt đầu thành lập, với chức vụ trung đoàn trưởng trung đoàn 66. Đồng chí là người trực tiếp chỉ huy trung đoàn 66 diệt quận lỵ và chi khu quân sự Hướng Hóa năm 1968. Sau khi thống nhất kế hoạch tác chiến với thủ trưởng sư đoàn trên bản đồ, trong đó có nội dung cơ bản là dùng trung đoàn 66 diệt căn cứ chính Thượng Đức, dùng trung đoàn 3 cùng một tiểu đoàn địa phương diệt các cứ điểm ngoại vi và đánh viện, tôi trở về quân đoàn. Vào Thượng Đức lần 2, tôi đang điều hành việc tập huấn chiến dịch cho cán bộ thì quân đoàn nhận được điện cùng một lúc của cả sư đoàn 304, quân khu 5 và bộ cho biết trung đoàn 66 tiến công căn cứ Thượng Đức không thành công. Tôi thực sự bị bất ngờ vì tôi tin nhất định sư đoàn 304 sẽ san bằng Thượng Đức trong 1-2 ngày. Theo ý kiến chung của Bộ Tư lệnh quân đoàn, tôi vào lại Thượng Đức ngay vì mọi việc chỉ có thể giải quyết ngay tại chỗ. Ngồi ở quân đoàn cũng không biết nói gì với sư đoàn. Nghe qua báo cáo của sư đoàn, chúng tôi nhanh chóng thống nhất nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, thể hiện ở tất cả các cấp. Trường hợp nhiệm vụ không nặng nhưng do chủ quan mà không hoàn thành thì không phải cán bộ chúng ta mới gặp lần đầu. Chúng ta đã thề thắng không kêu, bại không nản, mà sao nó cứ lặp lại mãi. Tôi nhớ lại sau mỗi chiến thắng lớn, Bác Hồ trong lúc biểu dương thành tích cũng đều nhắc khi thắng lợi phải đề phòng chủ quan khinh địch. Thì ra đó cũng là một quy luật khách quan, trách nhau mà làm gì, hãy cùng nhau bắt tay vào việc, khuyết điểm ở đâu, khắc phục như thế nào. Như câu trên đã nói, muốn đánh địch trong công sự vững chắc, trước hết phải diệt các hỏa điểm. Sư đoàn đưa vào 8 khẩu pháo 85 ly bắn thẳng, 4 bảng gồm 8 bệ hỏa tiễn cùng với DKZ của trung đoàn và các tiểu đoàn. Như vậy, hỏa lực của ta đủ sức diệt hầu hết hỏa điểm của địch trên 4 cửa mở cho 2 tiểu đoàn. Sư đoàn đưa vào 1 tiểu đoàn pháo 105 và 1 đại đội cối 120 cộng với cối 82 của trung đoàn. Tiểu đoàn cũng có đủ sức kiềm chế pháo cối của địch. Nếu tập trung pháo bắn thẳng vào diệt các hỏa điểm trên cửa mở và tập trung pháo bắn gián tiếp chế áp pháo binh vào thời gian bộ đội tiếp cận địch và mở cửa thì hoàn toàn có thể bảo đảm cho cả hai tiểu đoàn đột phá trận địa địch. Nhưng do chủ quan cho là số lượng pháo cối trên có thể đè bẹp hoàn toàn địch, đồng chí trung đoàn trưởng pháo binh tuyên bố với anh em, phen này sẽ cạo chọc cứ điểm Thượng Đức. Không phải chỉ nói cho vui mà đồng chí còn nghĩ và làm đúng như vậy. Thực tế sau này mới rõ, các đồng chí pháo binh không biết mở cửa bộ binh ở đâu nên bắn khắp cứ điểm. Như vậy hỏa điểm cần diệt lại không diệt, hỏa điểm không cần diệt lại diệt.
Các đồng chí pháo binh cũng không biết quá trình vận động của bộ binh để tập trung chế áp pháo cối địch vào thời điểm cần thiết. Lúc bộ binh còn cơ động hoặc mới đến vị trí xuất phát chưa đào được công sự là lúc cần làm tê liệt hoạt động của pháo cối địch. Trái lại, bắn rải rác suốt thời gian nên hiệu lực chế áp thấp, bộ binh bị thương vong nhiều. Cũng cần nói rõ là ta chỉ có khả năng chế áp pháo cối địch trong thời gian nhất định, không thể dùng pháo bắn gián tiếp để diệt phần lớn pháo cối địch. Vấn đề thể hiện chủ quan của bộ binh là đáng lẽ sau lúc diệt xong hai cứ điểm ngoại vi, cần có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ để hai tiểu đoàn bộ binh vào chiếm lĩnh trận địa xuất phát tấn công. Ngược lại, sau khi diệt hai cứ điểm ngoại vi, các tiểu đoàn cứ thế xông vào địch tiến công ngay trong hành tiến, không nghiên cứu kỹ khu vực xuất phát tiến công, chưa đưa phương tiện mở cửa vào đầy đủ và nhất là không tập trung chế áp pháo cối địch vào thời điểm này, nên bộ đội bị thương vong ngay ở cửa mở và kết quả là cả hai tiểu đoàn đều bị thương vong nhiều, không đột nhập được vào trận địa địch. Tất cả những khuyết điểm chúng tôi rút ra ở trên đã được thực tế chứng minh. Sau khi khắc phục các khuyết điểm trên, Trung đoàn 66 đã bị thương vong một số, đánh lại lần hai mới diệt gọn cứ điểm Thượng Đức. Để chỉ huy chặt chẽ trong từng bước tác chiến, bảo đảm chắc thắng, chúng tôi thống nhất tăng cường chỉ huy ở tất cả các khâu. Đồng chí Long, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66, xuống tăng cường cho tiểu đoàn 7. Đồng chí Ân, sư đoàn phó, xuống tăng cường cho Trung đoàn 66. Tôi ngồi cạnh đồng chí Phê suốt thời gian đột phá. Đồng chí Phan Hàm, cục phó cục tác chiến, nguyên cán bộ pháo binh, ngồi cạnh đồng chí Phúc, chủ nhiệm pháo sư đoàn, để điều hành bắn pháo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt toàn bộ chi khu quân sự Thượng Đức, sư đoàn chuyển sang nhiệm vụ trung tâm là đánh địch phản kích. Lúc này, chúng ta cũng chưa thực sự dự kiến được khả năng phản kích của địch đến đâu, vì từ đầu năm đến nay, địch bị mất nhiều khu vực, chứ không riêng Thượng Đức. Nhiệm vụ xây dựng quân đoàn lại đòi hỏi tôi phải trở về quân đoàn. Tiếp theo là nhiệm vụ tăng cường chỉ huy cho sư đoàn 324 tiến công địch ở Tây Nam Thừa Thiên, nên tôi không có điều kiện theo dõi tình hình đánh phản kích của sư đoàn 304 ở Thượng Đức. Vào Thượng Đức lần 3, quân lính Sài Gòn suốt cả xuân hè bị thất bại liên tiếp trên hầu hết các chiến trường. Để lấy lại lòng tin cho các lực lượng chính trị cũng như quân sự, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu quyết tâm mở một cuộc phản kích lớn, giành lại một vùng trọng điểm bị mất trong xuân hè. Hướng chúng lựa chọn là Thượng Đức. Chúng đã tập trung ở đây hai sư đoàn 3 và sư đoàn Dù cùng một số lượng lớn pháo binh không quân, với hy vọng lấy lại Thượng Đức trong thời gian ngắn. Để đánh địch tiến công tái chiếm Thượng Đức, sư đoàn 304 chủ trương phòng ngự trận địa. Cũng có ý kiến dùng phản công để đánh lại địch tiến công. Cho đến giờ, tôi cho sư đoàn chủ trương phòng ngự là đúng. Địch dùng hai sư đoàn tiến công có số lượng lớn pháo binh và không quân chi viện, muốn tiến nhanh đến Thượng Đức. Lực lượng thuộc quân khu 5 đã rút về để củng cố. Kinh nghiệm cho thấy, muốn tiến công quân địch đi tiến công phải tạo được ưu thế nhất định. Lực lượng hiện có của sư đoàn 304 lúc đó với nhiệm vụ không cho địch tác chiến Thượng Đức thì phòng ngự là hợp lý. Quân đội ta không những ít kinh nghiệm phòng ngự mà ngay học tập phòng ngự cũng rất ít. Chỉ có một số cán bộ được đào tạo ở các học viện là có học phòng ngự. Bộ đội thì hầu như không đơn vị nào học phòng ngự. Sư đoàn 304 cũng đã tiến hành phòng ngự ở Quảng Trị năm 1972, nhưng kinh nghiệm lúc đó là kinh nghiệm không thành công. Quân địch tiến công vào sư đoàn cũng bài bản như tiến công ở Quảng Trị. Chúng cho lực lượng bộ binh bám sát điểm tựa phòng ngự của ta, rồi dùng không quân và pháo binh bắn phá trận địa ta, chi viện cho bộ binh xung phong. Nếu một lần xung phong không thành công, chúng cho bộ binh lui ra trận địa xuất phát, tiếp tục bắn phá để xung phong lại lần thứ hai, thứ ba. Đáng tiếc là ta cũng phòng ngự như hồi ở Quảng Trị, nên tuy mất chậm nhưng ta cũng mất dần trận địa. Chúng đã chiếm được khu vực phòng ngự của hai tiểu đoàn và đặc biệt
chúng đã chiếm được điểm cao 1062. Từ đấy chúng đã quan sát được quận lỵ Thượng Đức. Vì vậy, chúng tuyên bố việc chiếm lại Thượng Đức đã trong tầm tay. Trước tình hình mất dần trận địa và mất điểm cao 1062, quân khu 5 và bộ đều quy trách nhiệm cho sư đoàn, mà trước hết là cho bộ tư lệnh sư đoàn, cho sư đoàn trưởng. Bộ yêu cầu quân đoàn thay chỉ huy sư đoàn. Chúng tôi tập thể bộ tư lệnh quân đoàn chứ không phải cá nhân tôi. Rất biết đồng chí Phê. Vấn đề là các đồng chí gặp nhiều khó khăn. Mùa mưa đến, bộ đội đánh dài ngày, đạn dược thiếu. Lại chỉ có một mình các đơn vị bạn đã rút về sau củng cố. Bộ tư lệnh quân đoàn họp đề nghị bộ chỉ tăng cường chỉ huy chứ không thay chỉ huy, và được bộ đồng ý. Lẽ tất nhiên tôi lại phải rời quân đoàn để vào sư đoàn. Trước khi đi, tôi báo cáo bộ tư lệnh quân đoàn là tôi vào một mình thì cũng không làm được gì nhiều hơn đồng chí Phê. Tất nhiên hai người thì có hơn một người, nhưng nếu không có lực lượng tăng cường thì cũng khó xoay chuyển được tình hình. Lúc này lệnh của bộ là quân đoàn phải chịu trách nhiệm trước bộ, không được để mất Thượng Đức. Với chủ trương như vậy, quân đoàn cũng dễ xoay sở. Theo tôi, phải tăng cường lực lượng chiến đấu để bộ đội có thể vừa đánh vừa nghỉ ngơi, tăng thêm lực lượng công binh vào làm công sự, tăng thêm các loại pháo và cối. Cuối cùng, chúng tôi nhất trí đưa thêm trung đoàn 24. Như vậy, sư đoàn có đủ 3 trung đoàn, đưa thêm 2 tiểu đoàn công binh và 4.000 viên đạn pháo cối. Ở đây, tôi xin đi trước thời gian một ít. Sau khi đánh bại quân Dù, có đồng chí nói đúng. Anh Hoàng Đan vào mà không có trung đoàn 24, không có 2 tiểu đoàn công binh và 4.000 viên đạn, thì địch cũng vào được Thượng Đức. Vào đến sư đoàn, nắm lại tình hình, việc đầu tiên tôi đề xuất với bộ chỉ huy sư đoàn là phải tiến hành tập huấn về phòng ngự ngay cho cán bộ từ tiểu đội đến tiểu đoàn. Chỉ có cán bộ sư đoàn đã học tập và biết chỉ huy phòng ngự, nhưng người chỉ huy phân đội chịu trách nhiệm trực tiếp đánh địch lại không biết nghệ thuật phòng ngự thì cũng không thể phòng ngự thành công. Chỉ huy sư đoàn cũng đồng ý là phải tập huấn, nhưng ngại rút cán bộ về học có thể làm mất nhanh trận địa. Chúng tôi bàn mở 2 lớp, mỗi lớp 3 ngày, như vậy cần 6 ngày. Trước khi rút một nửa cán bộ về học, cần triển khai thêm các hỏa lực bắn thẳng, bao gồm cả pháo cao xạ 37 ly, quay nòng bắn bộ binh, pháo 85 ly và cả hỏa tiễn Trung Quốc 12 nòng. Trong 6 ngày đó, hễ bộ binh địch nhúc nhích là phải dùng một số đạn nhất định bắn ngay vào chúng, không cho chúng kịp xung phong. Cũng may là đạn cao xạ 37 ly ta có rất nhiều, và cao xạ 37 ly đưa bắn thẳng vào bộ binh thì hiệu lực rất lớn, chẳng khác gì nắm từng chùm lựu đạn vãi vào đội hình địch. Nhờ tăng cường hỏa lực mạnh trong thời gian nhất định, nên trong 6 ngày đó chúng tôi không mất một trận địa nào. Lớp tập huấn tuy chỉ 3 ngày, nhưng nhờ xây dựng hoàn chỉnh một trận địa làm mẫu, nội dung huấn luyện sát với thực tế đòi hỏi, đánh được địch ta ít thương vong, giữ được trận địa lâu dài nên đạt kết quả cao. Tất cả cán bộ biết cách xây dựng trận địa, biết cách đánh và tin tưởng vào cách đánh. Nghệ thuật tác chiến, hay nói một cách khác là cách đánh, đóng vai trò quyết định chính. Nhưng đã nói phòng ngự thì công sự cũng là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi. Ngoài giới thiệu trận địa mẫu với 2 tiểu đoàn công binh quân đoàn tăng cường, chúng tôi cho mỗi đại đội công binh xây dựng trận địa cho một đại đội bộ binh. Số còn lại khai thác vật liệu từ phía sau đưa lên. Nhờ vậy, trong một thời gian ngắn, các đại đội tuyến 1 đều có công sự đạt yêu cầu. Nhờ công sự vững chắc, hỏa lực mạnh, bộ đội nắm được cách đánh, lực lượng được tự thay phiên chiến đấu. Địch tuy cố gắng cũng không chiếm thêm được điểm tựa nào, lại bị thương vong nhiều, nên sư đoàn Dù đành bỏ cuộc, rút về phía sau. Không những không lấy lại được Thượng Đức mà còn bị sư đoàn 304 bám sát gót truy kích và giải phóng luôn vùng B Đại Lộc. Đến đây, cuộc chiến kết thúc, sư đoàn giành được một thời gian củng cố để rồi tháng 3 năm 1975 tham gia tiến công giải phóng Đà Nẵng. Ý nghĩa thắng lợi của bộ đội ta trên mặt trận Thượng Đức,
các cuốn lịch sử trong đơn vị cũng như hồi ký của đồng chí Hoàng Văn Thái đã nói rõ. Tôi chỉ có một số nhận xét thêm. Quân địch bị huy động lực lượng dự bị chiến lược sư đoàn dù với sự chi viện tối đa không quân và pháo binh vào một điểm duy nhất trong thời điểm đó là Thượng Đức, nhưng bị thất bại hoàn toàn. Điều đó chứng tỏ không có quân Mỹ, sức chiến đấu của quân Ngụy sa sút nghiêm trọng. Thực tế, nhiều cuộc chiến tranh cũng đã nói khi lực lượng cách mạng đã tương đương với lực lượng phản cách mạng thì đó là thời kỳ quân cách mạng có thể chuyển sang tổng phản công. Như chúng ta đã biết, hai lực lượng ngang nhau về số lượng người và trang bị vũ khí thì lực lượng nào tinh thần cao hơn sẽ chiến thắng. Chúng ta chẳng những hơn hẳn địch về tinh thần chiến đấu mà còn hơn hẳn về nghệ thuật tác chiến. Ở Thượng Đức, ta luôn luôn thay đổi cách đánh cho có hiệu quả hơn. Trái lại, quân Ngụy vẫn một bài bản như trước. Chúng thua là lẽ đương nhiên. Dẫu sao, chiến thắng Thượng Đức cũng đã mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn chuyển sang tiến công chiến lược để giành thắng lợi hoàn toàn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.